Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã tiếp mục sư Nguyễn Hải Bằng, trưởng ban đại diện tin lành Đà Nẵng đến thăm chúc Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021. Thay mặt các mục sư và tín hữu tin lành tại Đà Nẵng, mục sư Nguyễn Hải Bằng chúc lãnh đạo thành phố Đà Nẵng năm mới mạnh khỏe, nhiều thắng lợi mới và Đà Nẵng tiếp tục có bước phát triển hơn nữa. Mục sư Nguyễn Hải Bằng bày tỏ vui mừng vì năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng vượt qua hai đợt bùng phát dịch cũng như bão luộc và có sự phát triển mới. Mục sư cũng cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung cũng như hội thánh tin lành nói riêng hoạt động phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mục sư và đánh giá cao đóng góp của các mục sư và tín hữu tiên lành vào sự phát triển của thành phố nhất là tinh thần đoàn kết lương giáo trong công tác chống dịch và khắc phục hậu quả thiên tai phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết chúc các mục sư và tín hữu tiên lành một năm mới an lành hạnh phúc tiếp tục đồng hành chung tay xây dựng thành phố phát triển